Quả nết của Sa Pau Sao khi rồi? lập trình Gây lòng nhà trắng không rồi giết luôn tới một à? quả nết được nhồi và sau đó là Không đâm cây vào được. vị trí của Rồi chạy Fulgur. đi, chạy đi, tôi cây. Anh đã nói rồi Một mà, viên, một quá viên trong nhanh và nhà. quá nguy hiểm. Thì bây giờ cái tay vì phía của team TDZ không cần chơi vẫn ghi điểm, nhưng đó là điểm Rồi, số 1 ở hai. cái vị trí top Hai. 2 Được rồi. với 6 Được điểm chơi game vàng. rồi đó. Còn trong khi đó đi... Theo dõi ngay channel PUBG Việt Nam Official bằng cách đăng ký và nhấn chuông để nhận thông tin về các sự kiện hấp dẫn cùng giải đấu PUBG eSports. Nhìn cái khu vực nhà của họ đi, nó đang là hóp quá được bệnh viện đẹp Abo rồi. rồi, nó phải đi Nếu này. không phay thứ bảy vào đây nữa thì top 1 làm sao? Chết thằng ngoài đầu rồi. Tôi 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 nóng rồi. Có nhảy sinh, có nhảy sinh nào, có nhảy sinh nào. Tiền bên phía team đang DOG. Nhìn. À Lèo tiếp tục có về cho mình mạng của Dazen P bên phía team Thiên Tân Gaming. Và chấm 2 có này. Khi mà Slonzy anh ta không có thể tỏa sáng được nữa thì chúng ta thể nhìn thấy một loạt cái tên như của Aleo và Linux lên tiếng thay cho vị trí của đó là Slonzy. Vị trí của Linux cũng đã có về cho mình cái double kill trận thi đấu này và Aleo liên tục là những vô sau giờ kéo thì rất mình rất khó xíu nha. Với một khẩu Beryl trong G áp G được. Hai khẩu áp G Beryl dễ. Trên tay của Aleo và Linux. Nó chưa ra bao ơi. Khẩu M4 trên tay của Pháp thì những pha combat tầm gần ở trận đấu muốn chết ngoài bo luôn à. Icarus Cyber họ cũng sẽ không hề ngán bất kỳ đội tuyển nào như nếu như có những dấu hiệu muốn đẩy vào đầu và GG Esports họ đang có những tình huống mà muốn rót nước từ trên khu vực giờ ra vào đầu thì ờ thôi. Cyber. Nhưng điều chết này bò không thôi. Hề dễ một chút nào nha. Nếu như có tình huống bắn chỏm đầu tốt đến từ Linux hoặc là Aleo thì những người ngậm trái đắng mới là cái tình phía team GG. Không cây rồi. Và nhất thống knock out vị trí của Uyghur. Confirm kill luôn và bây giờ thì Pháp nhìn bắn chỏm đầu quá tốt nhưng mà Linux lại là người có kill cho tình huống vừa rồi. Aleo kết thúc đi cho mình cái mạng của cây xác nhà sân nhìn tôi nè. Họ đã có về cho mình đẹp, là đẹp, chết rồi. Chết rồi. Chết ao rồi. Mình nha. Và cái phong cách đẩy Ê, một người lên chấm một giữ không hay sao? Có cho mình cái mạng của em. Có vẻ như là đi về Linux Ê, đúng rồi, đúng rồi, nó đi đời kìa. Top 4 này. Ở cái hộp chấm 4. Cái hộp chấm 4 có trong bo kìa. Cái hộp chấm 4 nó được đội bị công chết luôn á. Nó đang đứng đỉnh đồi luôn á. À, đi ra, đi đi heo bo chỗ nhà đi ra. Đã thấy cục đá. Nó đi xe ra xe. Hai thằng. Cái xe bên phải này. Nhiều người nhất trong số 7 cái tên còn lại. Long Ca đang tăng sáng rồi, đó là mạng dành cho Long Ca Fergus bằng NBK cũng đang có. NBK nó kẹt mỏng. Cuối cùng thì vị trí của bên phía thì cả bung ra luôn ạ. Bung hết bệnh viện luôn. Bung 1.2 rồi được. Ơi, xe đi đi bên này nè. Cho đạn cái cho rồi tôi lấy bên lồng. Xe trái đi này. Hai viên rồi. Chết. Cháy đâu vậy? Chết. Ê, mình tông vào nhà .2 được, .2. Không, nhà đó còn người. Còn. Bắn rất máu đến từ các thành viên phía team Icarus Cyber thì. Ý cả bị lốc một kìa, tao đi đổi được. Rồi, trước mặt. Trước mặt có một đây, công đôi đi, công đôi đi, công đôi được á. Công đôi đi. Cục đá. Sục đá là đợi. Sục đá ngay xe máy á. Thấy rồi. Bên công đó nè, bên công đó nè. Nóc rồi, nóc rồi đó rồi. Ở trên đồi con, trên đồi con. Trên đỉnh rồi, trên đỉnh. Công nè, công nè, lên nè Khánh. Không phải giáp mặt với bất kỳ một đội tuyển nào cả như đã lên nè God, lên nè God. Hiểu. Những cái vị trí xa với những khẩu súng semi sniper. Đây Khánh ơi. MR là cực kỳ tốt. Bây giờ thì book flash lên. Nào này, gần bên xuống mặt luôn. Cùng với 4 người với team đi với Tick Gaming. Tuyệt. Chào cờ, chào đến từ vị trí Aleo. Chết. Còn bệnh viện. Giữ được không? Tao lút đồ, giữ được. Như Omo vậy và đi với Tick Gaming đã có cho mình là 8 kill rồi. Vâng, họ đang liên tiếp ghi điểm và GG. Góc trái nè. Hay. Giờ chế đầu tôi được. Ê, ga lấy cục đá chấm 2 đi, chấm 2 cục đá thằng nào lấy quá chạy ra đó đi rồi tao bắn. Tôi. Ok. Rồi bắn cover nhà Khánh. Trong nhà ấy. Bắn nhà thôi. Team còn lại, mỗi team còn một người. Đây là một tình huống mà thành viên team Divinity Gaming có thể gáy sớm được rồi. Đúng rồi. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Nhà chưa thấy nhỉ. Cái team mà tao vẫn ghi điểm. À nhà trong nhà trắng à. Thế rồi còn gì nữa. Bây được, giờ chỉ cứ nhìn nhà trắng thôi là xong à. Ba ông thương binh liệt sĩ này bắn với một đội hình mà full stack 4 người như này thì đỡ thế nào. Anh em đi xuống gần tôi được không? Ông nào cũng chống được. Lên hình hai hiểu. Hai bên rồi. Nói đi được. Còn 3 thằng thôi, một thằng nhà trắng, hai thằng hospital. Làm sao mà đỡ được với một cái hai lên quá mạnh với tên của MBK, Fergus cũng như là vị trí của Sa Pau. Bò bằng cả chà, chàng yếu hai tay cũng không giúp cho các thành viên phía team TDZ, GG Sport cũng như là IC Sport. Thôi, một thôi. Long kê thằng nhà trắng cho. Điều này giết hospital ấy. Giúp các thành viên phía team Divinity Gaming dễ dàng có cho mình cái top 1 hơn thôi. Đúng là như vậy rồi, 4v2. Vâng, 4v1 trong tình huống mà IC chính đang cố gắng lút thêm cái thính nữa. Có một cú bất ngờ nào xảy ra không em ơi. Cái tầm này thì không có bất ngờ nào cả. Nếu như tầm này mà đi Divinity Gaming họ bị clutch cả 4 người thì anh nghĩ là sau đó chúng ta sẽ được rất
thấy rất nhiều những lòng đầm người thân có lên những cái tình huống xử lý như thế. Và bây giờ thì chính đang có một quả nết ném về vị trí của Sapao, nhưng ui giời ơi, quả nết của Sapao gặp đến lòng nhà trắng không giết luôn à. Quả nết được nhồi vào sau đó là không cay được. Thôi chạy đi thôi cay. Anh đã nói rồi, một viên trong nhà quá nguy hiểm. Thì bây giờ cái tay phía của team TDZ không cần chơi vẫn ghi điểm, nhưng đó là điểm rồi, cái vị trí top 2 với 6 điểm được chơi game rồi đó. Còn trong khi đó Division League Gaming họ có về cho mình cái top 1 11 kill với 10 điểm hạng cao. We'll be right back.